Nhằm mục đích hỗ trợ cho cộng đồng các nhà start-up phát triển và quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự, tối ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingman tổ chức hội thảo Khởi nghiệp sáng tạo, quản trị từ vạch xuất phát. Theo số liệu thống kê, những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở Hà Nội ngày càng tăng, trung bình mỗi năm khoảng 20.000 doanh nghiệp mới. Tuy nhiên, số doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và doanh nghiệp startup gọi được vốn đầu tư chiếm tỷ lệ rất thấp. Cái việc khởi nghiệp của các bạn ấy còn đang đúng là mang tính chất phong trào. Lượng thì rất là nhiều, nhưng mà chất thì tôi thấy là chưa nhiều lắm. Cụ thể là rất nhiều các doanh nghiệp các bạn làm ra nó đều chưa có một cái bài bản, một cái quy mô, một cái tầm nhìn, đặc biệt là cái thiếu cái tính sáng tạo và những cái ứng dụng công nghệ mới. Các bạn vẫn khởi nghiệp ở những cái yếu tố truyền thống, làm những sản phẩm mà lâu nay muôn đời người ta vẫn làm, thì đó chưa thực sự là phải là khởi nghiệp. Ngoài quản trị về vốn, vấn đề quản trị nguồn nhân sự là rất quan trọng. Tuy nhiên, rất nhiều startup đã không thành công vì không giữ được nguồn lực để quản trị cho doanh nghiệp mình hoạt động. Thì thời gian gần đây, các doanh nghiệp startup của Việt Nam rất là nhiều. Và trong quá trình khởi nghiệp thì các doanh nghiệp ngoài vấn đề về công nghệ, vấn đề về thị trường và nguồn vốn thì họ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề là quản trị doanh nghiệp non trẻ của mình. Vì vậy mà rất nhiều doanh nghiệp thành lập ra nhưng sau đó thời gian rất ngắn đã không còn tồn tại, hoặc nếu còn tồn tại thì gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như vấn đề là tranh chấp giữa các cổ đông hoặc là không thể nào tìm được các cái đối tác của mình một cách bền vững và lâu dài. Và đặc biệt là cũng là không giữ được cái đội ngũ nhân sự của mình, vì vậy là gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi khởi nghiệp cho đến phát triển sản phẩm, cũng như là có một cái chiến lược mà bài bản thì cần có cái sự hỗ trợ từ phía các cấp các ngành, đặc biệt từ các cái tổ chức hiệp hội, từ các cái trung tâm đào tạo rồi những trung tâm hỗ trợ. Thì với cái việc mà chúng ta tổ chức cái diễn đàn như vậy thì giúp đỡ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt các cái doanh nghiệp trẻ còn non nớt vấn đề về kinh nghiệm, hạn chế vấn đề về nguồn lực, về vốn, rồi các cái mối quan hệ về kinh nghiệm về mặt thị trường, thì để quản trị về mặt rủi ro thì vô cùng quan trọng đối với những cái doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp. Các chuyên gia khẳng định trong giai đoạn công nghệ số, mỗi doanh nghiệp cần phải xác định được đội ngũ nhân sự từ vạch xuất phát đúng mực, có những hành động cụ thể về nuôi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự, đơn cử quản trị về phân khúc khách hàng, rồi mới tính đến sản phẩm sáng tạo. Sản phẩm sáng tạo có tính định hướng cho từng khách hàng mới có thể mở rộng thị trường một cách bền vững.